áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Our lesson today is about grammar builder. Xin chào tất cả các bạn, cô tên là Thùy và cô đến từ Vietjet. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục unit introduction và chúng ta sẽ học phần grammar builder. Chúng ta sẽ cùng nhau làm và chữa các bài tập ngữ pháp mà chúng ta đã học nhé. Okay, so without further ado, let's get started. Mình vào bài luôn nhé. Okay, so in the first task, ở nhiệm vụ đầu tiên, các bạn sẽ phải complete the sentences with the present simple affirmative form of the verbs below. Rồi, khi mà các bạn làm một cái bài tập nào đó thì khi đọc đề bài hãy cố gắng gạch chân những cái keywords của đề bài để mình không bị miss mất đề bài nhé. Mình không để lỡ mất thông tin và mình không bị làm ngược đề nhé. Rồi, ok, với cái bài 1 này thì các bạn sẽ có keywords đầu tiên đó là complete, là hoàn thành, đúng không? Tiếp theo là the present simple thì gì ấy nhỉ? Thì hiện tại đơn, đúng không? Quan trọng nữa đó là affirmative form, mình gọi là thể gì nhỉ? Thể khẳng định đấy. Rồi, bây giờ tóm lại là cái bài này là mình sẽ phải gì nhỉ? Sử dụng những cái động từ ở phía dưới ở thì hiện tại đơn dạng khẳng định để hoàn thành những cái câu này. Đúng chưa? Chúng ta có những từ nào đây nhỉ? Mình có go là đi, đúng không? Have là có, live là sống ở đâu đó, đúng không? Thế còn miss là nhớ, play là chơi nhá, study là học bài, visit là đến thăm và watch là xem. Đúng chưa? Rồi, ok. Trước khi mà các bạn vào làm bài thì hãy cùng cô giáo ôn tập lại một chút the present simple. Mình sẽ ôn lại phần ngữ pháp của thì hiện tại đơn với câu khẳng định nha các bạn, affirmative form đó. Rồi mình sẽ có công thức chung ở câu khẳng định của thì hiện tại đơn, đó là chủ ngữ cộng với cả động từ. Động từ này thì các bạn nhớ là mình sẽ phải chia động từ, đúng không? Mình có nghĩa mình phải thêm s hoặc là es với những cái chủ ngữ đặc biệt, đúng chưa? Sau đó thì mình cộng với cái gì thì cộng, đúng không? Đây, ở đây thì vì vậy mà cô giáo đã phân ra cho các bạn làm hai nhóm chủ ngữ. Với chủ ngữ thứ nhất là các ngôi như kiểu là I, you, we, they, đúng không? Chủ ngữ số nhiều, đúng không? Ở đó, hoặc là chủ ngữ là I nữa. Thì các bạn sẽ có một công thức rất là đơn giản, đó chính là chủ ngữ rồi cộng với cả verb luôn. Mình sẽ không cần phải chia động từ khi mà mình gặp bốn cái chủ ngữ này. Để cho các bạn. Rồi, ok. Ví dụ cô có một câu như thế này. I watch TV every day. Tôi xem TV hàng ngày, đúng không? Bởi vì chủ ngữ của cô là ai, vì vậy là cái từ watch này mình sẽ không chia thêm s hoặc là es nữa, đúng không? Rồi, tuy nhiên nếu mà các bạn gặp chủ ngữ là she, he hoặc là it, có nghĩa là các ngôi số ít, đúng không? Thì các bạn nhớ cho cô, các bạn sẽ phải chia động từ, có nghĩa là các bạn sẽ phải thêm s hoặc là es vào đằng sau động từ chính, đúng chưa? Thế bây giờ vấn đề ở đây đó là thế trường hợp nào thì mình thêm s, trường hợp nào thì mình thêm es, đúng không? Thì các bạn nhớ cho cô nhé, khi mà những động từ có tận cùng là có phát âm tận cùng là như thế này, đúng không, thì các bạn sẽ cộng với cả es nhé. Đây các bạn nhớ cho cô nhé, x này, đúng không? Đó, nhớ cho cô những cái đuôi này, khi mà động từ có tận cùng là những cái đuôi này thì các bạn cộng với cả es nhé. Ví dụ cô có là she watches TV, đúng không? Mình sẽ là is she watches TV, đúng không? Đây, tận cùng của cái từ watch nó là CH, nó có trong nhóm này, vì vậy mình thêm là ES nhá, watches nhá. Mình sẽ đọc là is. Ok chưa? Rồi, ok. Và có một cái trường hợp đặc biệt của mình, đó là cái từ have. Cái từ have khi mà các bạn gặp những cái chủ ngữ số ít là she is, thì mình sẽ phải biến nó thành has nhá. Chứ mình không có quy tắc là lại thêm S ở đằng sau này đâu nhá. Rồi, ok. Nữa, những cái trường hợp nữa này, khi mà các bạn chia động từ nhá, thì khi mà các bạn gặp những cái động từ mà nó có tận cùng là y dài, đúng không, thì các bạn sẽ chuyển y dài thành y ngắn, sau đó mình thêm es, đúng không? Tuy nhiên nếu mà trước cái y dài đó mà là những cái nguyên âm, có nghĩa rằng là đây, những nguyên âm cô liệt kê ở phía dưới đây, đúng không, đây u e o a i, đúng không, thì các bạn làm gì nhỉ? Mình sẽ không chuyển y dài thành y ngắn nữa mà các bạn vẫn giữ nguyên y dài, sau đó các bạn thêm s, đúng không? Cô lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu nhé. Ví dụ như là cái từ study này, tận cùng nó là y dài rồi, đúng không? Và trước nó không phải là nguyên âm, đi đây không phải là nguyên âm. Vì vậy các bạn sẽ làm theo quy tắc thôi. Mình sẽ chuyển y dài thành y ngắn, sau đó thêm es nhé. Tuy nhiên với từ play này các bạn có thể thấy nó tận cùng là y dài, tuy nhiên trước nó là a, a này chính là nguyên âm, đúng chưa? Vì vậy mình sẽ phải làm theo quy tắc với nguyên âm của mình là gì nhỉ? Không chuyển y dài thành y ngắn nữa mà mình vẫn giữ nguyên y dài,
sau đó mình thêm S thôi. Đúng chưa? Rồi ok, thế là mình đã ôn tập lại với nhau cái phần này hoàn chỉnh rồi. Các bạn hãy dành ra 8 phút để hoàn thành cái bài bài chia động từ này nhé. Rồi ok, và đây chính là phần đáp án của cô, đáp án gợi ý của cô cho các bạn nhé. Với câu số 1, câu số 1 mình có là gì nhỉ? My aunt, làm sao đây nhỉ? Mình sẽ đi là live, đúng không? Live in Scotland. Chắc chắn là từ live rồi là sống. Tuy nhiên nhớ này, my aunt, cô hoặc là gì, hoặc là bác gái, đúng không? Thì sẽ bằng với cả ngôi she. Vì vậy là mình sẽ phải chia động từ nhá. Đáp án của mình sẽ là lives, đúng không? My aunt lives in Scotland. Đúng chưa? Rồi tiếp này, mình có car. Car làm sao đây nhỉ? His grandparents every weekend. Câu này sẽ là gì nhỉ? Car làm sao nhỉ? Đến thăm ông bà hàng tuần. Đúng chưa? Thì cái từ car này, đây là một tên riêng, thì có thể là she hoặc là he. She hoặc là he, đúng không? Thì mình sẽ vẫn phải chia động từ. Mình có cái từ đến thăm là cái từ visit, đúng không? Vì vậy mình sẽ điền là visit. Đúng chưa? Câu tiếp theo là Andre. Andre cũng là một tên riêng, nó có thể là she hoặc là he, đúng không? Vẫn phải chia động từ nhá. TV, in a TV thì chắc chắn là phải đi với cả watch TV, đúng không? Tuy nhiên nhớ này, chia động từ là watches, đúng không? Đó. Tiếp tục này. My mom's a scientist. Mẹ của tôi là một nhà khoa học, đúng không? Climate change là biến đổi khí hậu. Là gì nhỉ? Cái từ study này mình có nghĩa là học hay còn có nghĩa là nghiên cứu đấy, đúng không? Thì mình sẽ phải điền là she studies. Nhớ nhá, tận cùng là y dài. Và trước y dài không phải là uể oải, không phải là nguyên âm, đúng không? Thì mình chuyển y dài thành y ngắn, sau đó thêm es nhá. Rồi, tiếp theo Brooklyn. Brooklyn đây là một tên riêng, thì chắc chắn nó sẽ phải là he hoặc là she, đúng không? Rồi ok, thì phải chia động từ nhá. Piano thì phải là chơi piano, plays piano. Đúng chưa? Đây lại vào cái trường hợp đặc biệt của mình. Tận cùng là y dài, động từ tận cùng là y dài, nhưng trước y dài lại là nguyên âm. Vì vậy mình sẽ chỉ thêm s thôi. Đấy chưa? Rồi ok, tiếp này. My cousin. Cousin có nghĩa là gì nhỉ? Cousin là anh chị em họ, đúng không? My cousin. Đây chỉ là hoặc là anh họ, hoặc là chị họ và em họ, đúng không? Đây là số ít nhá. Thì mình sẽ phải chia động từ đi học, đúng không? Mình sẽ có là goes to school. Đó. Tận cùng là are thì mình sẽ phải thêm es, goes to school, đúng chưa? Rồi ok, tiếp này. Now that she's at secondary school, bây giờ thì bởi vì là bây giờ là đang là sinh học sinh cấp 2 rồi, đúng không? Cô ấy làm sao đó, cô giáo cũ từ hồi cấp 1 thì sẽ là gì ạ? She misses, đúng không? Miss là nhớ, thì she thì mình sẽ phải chia động từ, mình sẽ chia là misses, đúng không? Mình biết rồi, tận cùng là s thì mình sẽ phải thêm es để chia động từ nhé. Rồi thì last one, câu cuối cùng. Grace là tên riêng, thì lại tiếp tục mình sẽ phải quy về nhóm là she hoặc là he, đúng không? Chắc chắn phải chia động từ rồi. Double math có nghĩa là hai tiết toán liền một lúc, đúng không? Thì là gì nhỉ? Grace has có hai tiết toán liền một lúc vào mỗi thứ ba, every Tuesday. Đúng chưa? Thì cái này mình sẽ phải điền là has. Nhớ nhá, have sẽ phải chuyển là has. Rồi, ok. Phần này chưa có gì khó cả, đúng không? Ok, now we move to the task number 2. Đến bài số 2 nhá. Bài này thì rất là đơn giản thôi. Mình sẽ làm sao nhỉ? Make the sentences negative. Negative có nghĩa là mình biến nó trở thành câu phủ định ấy. Đúng không? Các bạn còn nhớ trợ động từ phủ định ở thì hiện tại đơn mình sẽ phải dùng những cái gì không nhỉ? Rồi, ok, thế thì mình nhắc lại với nhau một chút ở đây nhá. Đây, vẫn là the present simple, tuy nhiên là chúng ta sẽ nói về negative form, thể phủ định nhá. Với thể phủ định ở thì hiện tại đơn, với động từ thường, đúng không? Động từ to be rất đơn giản rồi, các bạn chỉ việc thêm mỗi từ not đằng sau động từ to be thôi. Nhưng với động từ thường, các bạn sẽ phải mượn trợ động từ phủ định, đúng chưa? Thì mình có một cái công thức là như thế này. Đó là chủ ngữ cộng với cả don't hoặc cả doesn't, rồi cộng với cả verb. Nhớ verb này sẽ là phải là verb nguyên thể nhá, đúng không? Bởi vì đằng trước nó đã có trợ động từ rồi, cho nên đằng sau verb mình không cần chia nữa. Bất kể chủ ngữ là gì thì mình verb khi đã có trợ động từ rồi thì mình sẽ là verb nguyên thể nhá. Rồi ok, rồi mình cộng với cái gì thì cộng, đúng không? Đây là quan trọng ở đây là với những chủ ngữ nào thì mình dùng don't và với chủ ngữ nào thì mình dùng doesn't, đúng không? Thế bạn chú ý cô nhá, mình vẫn chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là I, you, we, they. Với I, you, we, they thì các bạn sẽ có công thức như sau. Đó là chủ ngữ cộng với don't, rồi cộng với cả verb infinitive, đúng không? Có nghĩa mình dùng don't thôi. Tuy nhiên nếu gặp chủ ngữ là she, he, it, nhóm chủ ngữ số ít, thì các bạn sẽ phải có công thức phủ định như sau. Đó là chủ ngữ
cộng với cả doesn't rồi cộng với cả verb infinitive. Các bạn nhớ nhá. Ghi chép cái phần này nếu như các bạn quên. Ok, thì bây giờ có công thức ở đây rồi, mình cùng nhau làm các bài tập ở đây nhá. Các bạn thấy câu số 1 này, câu số 1 mình có Sophie. Sophie thì là tên riêng đúng không? Cứ tên riêng thì các bạn sẽ phải quy về là ngôi he hoặc là ngôi she. Đúng chưa? Có nghĩa rằng là phủ định là mình sẽ phải dùng là doesn't. Đúng chưa? Rồi đằng sau đó là verb nguyên thể. Thì cái mình đã có là Sophie doesn't. Thì cái has ở phía trên mình sẽ phải cho nó về dạng nguyên thể của nó, đó là have. Đúng chưa? Cái đằng sau thì cứ giữ nguyên thôi. Mình sẽ có là Sophie doesn't have a guitar lesson every Saturday. Đúng không? Sophie không phải học guitar vào mỗi thứ bảy. Đúng chưa? Các câu sau các bạn tương tự nhé. Mình xác định chủ ngữ đâu này. Đúng không? Động từ đâu. Rồi ok. Rồi mình xác định đấy là chủ ngữ thuộc nhóm nào. Rồi miễn cho động từ phủ định thôi. Đúng không? Rồi ok. Với câu số 2 nhé. My cat likes cheese. Đúng không? Cat, my cat ở đây là số ít rồi. Đúng không? Nó thuộc cái nhóm it, đúng không? Các bạn đã thấy cái từ likes đây nó phải chia, đúng không? Rồi ok, thì cái câu số 2 này rất là đơn giản thôi, mình sẽ làm là gì nhỉ? My cat doesn't like cheese, đúng không? Mình mượn cho động từ phủ định là doesn't, rồi like mình sẽ chuyển về dạng nguyên thể của nó là like thôi, đúng chưa? Với câu số 3 tương tự, Jack and Ellie. Jack and Ellie ở đây là hai tên riêng, vậy nó thuộc về cái ngôi số nhiều rồi, nó chính là they, đúng không? Thế vì vậy là mình sẽ mượn cho động từ phủ định là gì thôi nhỉ? Là don't. Đúng chưa? Mình sẽ có câu là gì nhỉ? Jack and Ellie don't live near the city center. Cả Jack và Ellie đều không sống ở gần trung tâm thành phố. Đúng không? Don't live. Cái từ live này thì bản thân khi mà đi với cả chủ ngữ số nhiều thì nó đã là động từ nguyên mẫu rồi. Đúng chưa? Rồi ok, mình sẽ chia là don't live nhé. Tiếp tục câu số 4 này. Maya goes bowling every weekend. Maya chơi bowling hàng tuần. Đúng chưa? Chủ ngữ của mình là Maya, là she or he. Đúng không? Ở đây thì chắc chắn cho động từ phủ định phải là doesn't. Thì với câu số 4 thì sẽ chia được là gì nhỉ? Maya doesn't go. Nhớ nhá, sẽ không còn là goes nữa, bởi vì nó đã có cho động từ phủ định đứng trước nó rồi. Động từ đằng sau phải là ở dạng nguyên mẫu nhá. Rồi, ok. Tiếp câu số 5 này. Câu số 5, chủ ngữ của mình là một cái cụm khá là dài. Nó là gì nhỉ? My next door neighbors. Đúng không? Hàng xóm của tôi, hàng xóm ở bên cạnh nhà tôi. Đúng không? Nhớ neighbors ở đây là số nhiều rồi thì nó chính là bằng với cả ngôi they. Đúng chưa? Thì mình sẽ có là câu số 5 của mình sẽ là gì nhỉ? My next door neighbors don't. Đúng không? Ngôi they mà. Thì mình dùng là don't work in London. Không làm việc ở London. Đúng chưa? Rồi cách viết của cái từ neighbors này thì nó đều đúng các bạn nhé. Phía bên trên mình có chữ U nữa thì là cách viết theo kiểu Anh. Còn bên dưới thì mình bỏ U đi là cách viết theo kiểu Anh Mỹ. Thế nào cũng đều đúng nhá. Rồi the last one, câu số 6 này. Người ta nói là gì nhỉ? Armenia wears sports clothes at home. Chủ ngữ của mình là Armenia, là một người. Đúng chưa? Là she or he. Vì vậy trợ động từ phủ định của mình sẽ phải là doesn't. Đúng không? Khi đã có doesn't rồi thì cái từ wears này mình sẽ chuyển về wear thôi. Thì câu phủ định của mình sẽ có là Armenia doesn't wear sports clothes at home. Nhớ nhá các bạn. Đây, doesn't wear. Rồi, ok, các bạn có thể tự lấy thêm những cái ví dụ cho mình để mình làm tốt hơn cái phần negative form of the present simple nhé. Câu phủ định của thì hiện tại đơn. Rồi, ok. The last part. Rồi, phía này thì các bạn sẽ làm gì đây nhỉ? Look at the picture. Ok, the picture is here. And correct the sentences. Và mình sẽ chữa lại những cái câu này nhé. Do the verbs in the brackets. Người ta đã cho sẵn các bạn cái động từ đúng rồi đúng không? Mình sửa sai thì mình sử dụng những cái động từ đúng. Ở đây thì các bạn có thể nhìn vào câu ví dụ của người ta. Người ta nói là gì đấy nhỉ? The woman in a dress is cooking. Cô gái mặc váy thì đang nấu ăn. Đúng không? Như các bạn nhìn vào cô này, cô đang không nấu ăn mà cô ấy đang ăn. Đúng không? Thì mình sẽ phải sửa lại là gì nhỉ? She isn't cooking, she's eating. Đúng chưa? Các bạn có thể thấy rằng là mình sẽ phải sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. Đúng không? Trong những cái câu này, bởi vì cái bức tranh đây là những cái sự việc nó đang xảy ra. Đúng chưa? Thì mình sẽ phải dùng thì tiếp diễn để diễn tả một cái sự việc mà nó đang xảy ra nhé. Rồi, ok. Nào, ở đây chỉ có một phần nữa, đó là câu phủ định của thì tại tiếp diễn thôi. Nó rất là đơn giản, bởi vì thì tại tiếp diễn mình có động từ to be rồi, đúng không? Thì phủ định của nó chính là phủ định của động từ to be thôi. Đúng không? Mình có I'm not để dùng cho chủ ngữ là ai. Đúng không? Với những chủ ngữ số ít, she is thì mình sẽ dùng là isn't hoặc là is not. Đúng không? Với chủ ngữ số nhiều
You, we, they thì mình sẽ dùng là aren't, nhớ đọc là aren't nhé, hoặc là are not, thế nào cũng được, thế thôi. Ok, nào thế mình làm tiếp các câu sau nhé. Ví dụ câu 2 mình có là gì đấy nhỉ? The old man is reading. Tuy nhiên mình nhìn vào đây thì he isn't reading, right? He is sleeping, right? Rồi, ok, câu số 2 của mình sẽ là gì nhỉ? He isn't reading, he's sleeping. Rồi, tiếp câu số 3 nhé, mình có gì đấy nhỉ? The two girls are skateboarding. Là gì nhỉ? Hai cô gái đang chơi chật ván. No, they aren't skateboarding, right? They are reading, đúng không? Các bạn nhìn, they are reading. Thế mình sẽ sửa lại câu số 3 là gì nhỉ? They aren't skateboarding, they are reading. Đúng chưa? Các bạn hãy sử dụng những cái đại từ nhân xưng I, you, we, they, she, it để thay cho những cái danh từ mà người ta nhắc ở câu trên nhé. Rồi, ok, sang câu số 4 nhé. The dog is drinking water. Rồi, mình nhìn này. No, the dog isn't drinking water. Đúng không? It's playing. Mà nó đang chơi. Playing with a ball. Đúng không? Đang chơi với quả bóng. Thì mình sẽ sửa lại câu số 4 là gì nhỉ? It isn't drinking water. Đúng không? Hoặc là it didn't, it isn't drinking. It's playing with ball, with a ball. Đúng không? Mình sửa lại đây một chút nhé. Ở đây thiếu là drinking water. Đúng chưa? He's playing with a ball. Rồi, ok. Và không, các bạn chỉ cần ghi rằng là it isn't drinking water, it's playing. Thế là được rồi nhá. Rồi, ok, number 5. The man with the hat is washing. Washing nghĩa đang rửa một cái gì đó. Đúng chưa? Now, look at the picture, you can see that. The man with the hat, he isn't washing, he's cooking, right? So we will correct the sentence number 5. Mình sẽ sửa câu số 5 là gì nhỉ? He isn't washing, he's cooking. Rất đơn giản đúng không? And the last one, number 6. The two boys are playing volleyball. Các bạn nhìn vào bức tranh có vài hai bạn này đang chơi bóng không nhỉ? No, they aren't playing volleyball. They are chatting. Họ chỉ đang nói chuyện với nhau thôi. Đúng chưa? Rồi, ok. Now we come to the last part. Task number 4. Rồi, phần tiếp theo mình sẽ làm là gì đây nhỉ? Circle the correct tenses. Rồi, đến cái bài này là khó hơn một chút rồi. Các cái bài trước thì người ta cho sẵn các bạn sử dụng thì nào, đúng không? Tuy nhiên với bài này thì các bạn sẽ phải lựa chọn thì thích hợp. Ở unit introduction mình được giới thiệu hai thì. Đó là gì nhỉ? The present simple và the present continuous. Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Đúng không? Thì các bạn còn nhớ dấu hiệu nhận biết của hai cái thì này không nhỉ? Mình đã so sánh hai cái thì này rồi, đúng không? Nếu chưa thì các bạn hãy dở lại để xem lại kiến thức nhé. Với chúng ta sẽ vào làm bài. Các bạn hãy dành ra 8 đến 10 phút để hoàn thành bài này nhé. Khi làm thì các bạn nhớ cho cô này, khi mà chúng ta làm một cái bài tập chia động từ ấy, thì khi bởi vì nó sẽ có rất nhiều cái thì với nhau, thì các bạn khi các bạn đọc một câu lên, các bạn hãy cố gắng tìm ra cái dấu hiệu nhận biết của cái thì đó nhá. Còn đâu nếu mà trong một câu mà nó không có dấu hiệu nhận biết thì mình phải dịch nghĩa, đúng không? Và hiểu cách dùng thì mình mới làm được. Thôi bây giờ chúng ta làm luôn với nhau nhá. Câu số 1 các bạn có thể thấy nhá. Đọc cả câu này lên thì cô thấy có keywords của cô, nó chính là cái từ a day, trong một ngày. Đúng không? Thì đây chính là cái sự việc mà nó cứ lặp đi lặp lại, ngày nào nó cũng vậy. Đúng chưa? Chính vì vậy mà mình sẽ phải dùng thì hiện tại đơn, đúng không? Can't sleep for about 16 hours a day. Một ngày con mèo nó sẽ ngủ khoảng 16 giờ. Đúng chưa? Đây là một sự việc mà cứ lặp đi lặp lại nhá. Tiếp theo này, trong câu thứ hai khi đọc cả câu lên cô cũng thấy được cái keywords đó là từ every day, hàng ngày. Vẫn làm cái sự việc lặp đi lặp lại, đúng không? Thì mình chắc chắn phải dùng thì hiện tại đơn rồi, đúng không? Walks. Đúng chưa? Đi bộ đến trường hàng ngày. Rồi, ok. Tiếp câu số 3 này. Câu số 3 đọc cả câu lên thì không thấy nó có một cái dấu hiệu nào về thời gian cả. Tuy nhiên nếu các bạn đọc lên thì các bạn có thể thấy cái này nó diễn tả một cái sự thật hiển nhiên. Đúng chưa? Là Jack and Emily don't belong to sport club. Cái sự thật hiển nhiên là hai cái người này không trực thuộc cái câu lạc bộ thể thao. Đúng chưa? Vì vậy đáp án của mình sẽ phải don't belong to. Nhá. Không thuộc về. Rồi, ok.
Tiếp theo câu số 4 này, câu số 4 đọc cả câu lên thì cũng không có một cái dấu hiệu chỉ thời gian nào cả. Tuy nhiên các bạn có thể đọc cái lời dẫn của người ta này, người ta nói là gì nhỉ? Don't forget your scarf. Đừng quên mang khăn nhé. Làm sao đây nhỉ? It's snowing. Trời tuyết đang rơi đấy. Đúng chưa? Nó diễn tả một cái sự việc mà đang xảy ra ở thời điểm hiện tại. Đúng chưa? Thì mới nhắc rằng là đừng quên mang khăn. Đúng chưa? Vì vậy câu này mình sẽ phải điền là it's snowing. Rồi, ok. Tiếp theo, câu số 5 nhé. Câu số 5 thì mình lại đọc cả câu lên thì mình lại thấy được dấu hiệu nhận biết rồi. Đó là this afternoon, đúng không? Nó là gì nhỉ? Chiều nay. Đúng không? Chiều nay. Thế thì chiều nay là gì nhỉ? Là một cái sự việc mà happening, gì nhỉ? Around this time. Nghĩa là sự việc sắp xảy ra. Hoặc là gì nhỉ? Mình gọi là future arrangement đó. Một cái kế hoạch mà mình đã ấp ủ, có sẵn là trong tương mình sẽ làm trong tương lai, đúng không? Thì với những cái sự việc mà nó sắp xảy ra hoặc là mình có kế hoạch trong tương lai thì mình sẽ dùng thì tại tiết diễn nhá. I'm meeting, đúng chưa? Rồi, câu số 6 này. Câu số 6 mình có là gì đây nhỉ? À, mình có dấu hiệu nhận biết của mình đó chính là gì nhỉ? It's cold today. Hôm nay trời lạnh, đúng không? Thế bây giờ mình phải hôm nay trời lạnh thế, thế mình hỏi cái đứa này gì nhỉ? Why are you wearing shorts? Tại sao cậu lại mặc quần đùi, đúng không? It's cold today. Trời đang lạnh, trời hôm nay lạnh mà. Đúng chưa? Thì đây là diễn tả một cái sự việc đang xảy ra tại thời điểm nói, đúng không? Bình thường các bạn còn nhớ cái từ wear này, nó thể hiện nó diễn tả cái trạng thái ai đó đang mặc gì, đúng không? Thì thường cái từ wear này nó sẽ đi với cả thì tại tiếp diễn nhé, các cái thì tiếp diễn nhé. Rồi, ok, mình sang câu số 7 nhé. Rồi câu số 7, he's laughing, anh ấy đang cười, nhưng anh ấy không hiểu câu chuyện cười, đúng không? Nếu mà ai mà không nắm rõ được các cái động từ mà mình không được sử dụng với cả thì tại tiếp diễn ý, thì các bạn sẽ bị nhầm là isn't understanding. Vậy các bạn thấy là cái vế trước người ta nói he's laughing, đúng chưa? Rồi, ok, tuy nhiên các bạn nhớ này, understanding là understand là một cái từ mà nó không thể đi với cả thì tại tiếp diễn được nhá. Nó chỉ đi với cả thì tại đơn thôi. Vì vậy cái câu này mình sẽ phải điền là he's laughing but he doesn't understand the joke. Understand không đi cùng với cả thì tại tiếp diễn nhé. Mặc dù trong câu này kể cả nó có dấu hiệu của thì tại tiếp diễn đi chăng nữa thì mình vẫn phải chọn thì hiện tại đơn nhé. Rồi, ok, nào the last one, câu cuối cùng nhé. Let's continue with the game. Chơi tiếp đi, chơi game tiếp đúng không? I'm having fun. Mình đang vui mà, đúng không? Rồi, đây là một cái cụm nha các bạn. Khi mà have fun có nghĩa là đang rất, có nghĩa là vui. Thì having fun có nghĩa là đang vui nhé. Rồi, ok. Ok, now we come to the task number 5. Mình đến task number 5 nhé. Bài này cũng tương tự như bài trước. Đó chính là chúng ta sẽ hoàn thành câu, hoàn thành đoạn hội thoại sử dụng hai thì, đó là present simple và present continuous, đúng không? Với bài này thì nó khá là đa dạng, nó các bạn vừa phải dùng cả affirmative form này, đúng không? Dạng câu hỏi này, dạng câu khẳng định này, negative form là dạng câu phủ định này, và cả questions là dạng câu hỏi, câu nghi vấn. Đúng chưa? Rồi, ok, với bài này. Với câu nghi vấn thì các bạn rất đơn giản thôi. Câu nghi vấn có nghĩa chúng ta phải có dấu hỏi ấy. Đúng không? Đây, với câu số 1 và câu số 6 các bạn chú ý đây là câu nghi vấn. Nhớ câu nghi vấn thì mình phải làm một cái nhiệm vụ là mình đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ nhá. Rồi, ok, các bạn dừng lại khoảng tầm 5 đến 10 phút để mình hoàn thành bài này nhá. Đây cô giáo sẽ chữa luôn cho các bạn. Câu số 1 này. Câu số 1 mình thấy có dấu hỏi chấm ở đây, đúng chưa? Thì chắc chắn đây là một câu hỏi rồi. Bây giờ mình cùng xem đây là thì nào thôi nhá. Bình thường nếu mà là what do you do là mình đang hỏi về nghề nghiệp rồi, là bạn làm nghề gì, đúng không? Tuy nhiên câu này không phải. Ý của bạn Ryan này, bạn ấy hỏi là Ava đang làm gì, đúng chưa? Thì cái của mình sẽ phải là what are you doing? Hey Ava, what are you doing? Này Ava, cậu đang làm gì đấy, đúng chưa? Thì hiện tại tiếp diễn nhá. Tương tự người ta hỏi thì nào thì mình trả lời thì đó, đúng không? Thì bạn Ava, bạn ấy sẽ phải trả lời là I'm looking for a present for Laura. Đúng chưa? Tôi đang tìm quà cho Laura. Nhớ cho cô mình có cái phrasal verb là look for, có nghĩa là tìm kiếm nhé. Rồi, ok, tiếp theo này. Câu tiếp theo mình có dấu hiệu nhận biết, đó chính là tomorrow night. Đúng không? Cái một trong tương lai đấy, diễn tả một kế hoạch trong tương lai, đúng không? Thì mình sẽ phải, đây, mình có keywords là tomorrow, đúng không? Trong tương lai chắc chắn mình sẽ phải dùng thì tại tiếp diễn rồi, đúng không? I'm going to her party tomorrow night. Đúng chưa? Tiếp theo này, me too, but cái gì đấy, đúng không? Nhưng mà các bạn để ý này, mình có cái dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn ở đây,
usually, đúng không? Thường thường. Thì chắc chắn cái câu này mình phải chia thì tại đơn rồi. Tuyên các bạn thấy này, câu này có từ not, có nghĩa là người ta bảo các bạn chia ở dạng phủ định đấy, đúng không? Thì nhớ đúng không? Phủ định chủ ngữ là ai thì mình dùng là don't, đúng chưa? Câu này đúng của mình sẽ là gì nhỉ? But I don't usually buy her a birthday present, đúng chưa? Rồi tiếp sang câu số 5 nhé. Tiếp theo câu số 5, từ want. Câu số 5 nhìn vào là nó không có một cái dấu hiệu nhận biết của thì tại đơn hay thì tại tiếp diễn nào, đúng chưa? Tuy nhiên này, các bạn còn nhớ không? Từ want là một cái từ mà không bao giờ được đi với cả thì tại tiếp diễn, đúng không? Nó chỉ trạng thái mong muốn, đúng chưa? Vì vậy mình chỉ chia thì tại đơn được thôi. Vậy câu số 5 chủ ngữ là ai thì có nghĩa mình không cần chia động từ nữa. Mình chỉ cần điền đơn giản là want, đúng không? I want to get her something. Tôi muốn mua cho cô ấy một thứ gì đó, đúng chưa? Tiếp tục, từ like cũng như vậy. Like là một từ mà không thể đi cùng với cả thì tại tiếp diễn, chỉ chia thì tại đơn được thôi, đúng không? Tuyên nhớ này, cái câu này nó là câu hỏi nhá. Câu hỏi là mình phải mượn trợ động từ, đúng chưa? Trợ động từ của động từ thường ở thì hiện tại đơn chủ ngữ là she thì mình phải mượn là does, đúng không? Mình có hai trợ động từ, mình có do và do, đúng không? Nhưng mà nhớ các ngôi số ít thì mình phải mượn là does nhá. Thì câu số 6 đáp án của mình sẽ là does she like the DVDs, đúng không? Cô ấy có thích đĩa không? Đây câu số 7 này. Câu số 7, cái từ prefer này ấy, nghĩa của nó cũng giống như từ like, có nghĩa là mình thích hơn, ưa chuộng một cái gì đó hơn. Có nghĩa rằng là từ like mình không thể dùng với cả thì hiện tại tiếp diễn được, đúng không? Thì cái từ prefer mình cũng không dùng với cả thì hiện tại tiếp diễn nhá. Nó chỉ cái sở thích, cái mình gọi là cái trạng thái, đúng không? Thì với cái từ prefer không dùng với cả thì hiện tại tiếp diễn thì mình chỉ chia là prefers thôi, đúng không? Chủ thì hiện tại đơn chúng là số ít thì mình phải chia động từ prefers, đúng không? Rồi, tiếp theo câu số 8, câu cuối cùng. Mình đọc câu số 8 lên thì mình thấy có dấu hiệu nhận biết là gì đấy nhỉ? At the moment. Các bạn biết at the moment là dấu hiệu nhận biết của thì tại tiếp diễn rồi, đúng không? Vì vậy câu số 8 mình sẽ phải chia là she is reading, đúng không? Cô ấy đang đọc một cái gì đó nhá. Rồi, với cái mục bài này không phải là một bài quá khó, nhưng mà chúng ta vận dụng hầu hết là những cái quy tắc mà mình đã học ở cái thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn nhé. Ok, now we move to the articles. Bây giờ mình đến cái phần ngữ pháp thứ hai mà mình được học trong unit, đúng không? Đó là về articles, về mạo từ. Mạo từ thì mình sẽ có a, under, hoặc là những cái trường hợp mà mình sẽ không dùng mạo từ luôn, đúng chưa? Rồi, các bạn hãy dở lại cái phần quy tắc của a, under để xem lại trước khi làm bài tập này nhé. Các bạn hãy dùng 10 phút hoặc là 15 phút để vừa đọc lại quy tắc và vừa hoàn thành cái bài tập này nhé. Rồi ok, và đây cô giáo sẽ chữa cho các bạn. Rồi câu số 1 nhé. Cái gì there, cái gì gió? Zoo and Wildlife Park near my home. Có nghĩa rằng là gì nhỉ? Đây là lần đầu tiên mình nhắc đến một cái công viên hoặc là một cái công viên, một cái sở thú nào đó, đúng không? Lần đầu tiên mình nhắc đến một cái gì đó chắc chắn mình phải dùng là ơ hoặc là ân rồi, đúng không các bạn? Thì ok, trong trường hợp này mình sẽ dùng là ơ hết thôi, bởi vì chữ cái đầu tiên của danh từ không phải là nguyên âm, đúng không? Ok. Rồi, đây các bạn có thể thấy đây. There's a zoo and a wildlife park. Đúng không? Lần đầu tiên nhắc đến vật đó nhé. Tiếp cái câu thứ hai là but wildlife park. Đúng không? Thì cái câu số 2 này mình sẽ phải điền là but the wildlife park. Bởi vì đây là lần thứ hai cái từ wildlife park này nó được nhắc đến, đúng không? Thì mình sẽ phải dùng là the nhá. Rồi, tiếp theo. Don't use cái gì đấy, DVD player is broken. Thì mình sẽ điền là gì nhỉ? Chắc chắn phải điền là the rồi các bạn ạ, bởi vì trong cái trường hợp này ấy, là cả người nói và cả người nghe, những người tham gia cuộc đối thoại ấy, họ đều biết cái DVD này là cái DVD nào. Đúng chưa? It's broken, nó hỏng rồi. Thì có thể là at home there's only one DVD player. Đúng không? Cả nhà chỉ có một cái DVD thôi. Đúng chưa? Rồi, có nghĩa là cả hai cùng biết được là cái đối tượng mình đang nhắc đến là cái gì, đúng không? Còn đâu, nếu trong trường hợp người ta nói DVD player, có nghĩa là một cái đài DVD, nó bất kỳ, nó có thể ở nhà, ở trường, ở tiệm, nó chưa nhắc đến nhá. Tuy nhiên ở trong trường hợp này mình có cái câu sau nó gợi mở cho mình này, it's broken, nó hỏng rồi. Có nghĩa là cả hai cùng phải biết đây là cái DVD nào nhá. Rồi tiếp theo câu số 3. Mình sẽ điền là it's on the table. Đây sẽ là cả một cụm cố định nhá. On the table, ở trên bàn. Thực ra thì nói là cụm cố định cũng được, nhưng nó cũng có thể là thuộc vào cái rule, cái trường hợp đó là cả hai cùng biết cái bàn này là cái bàn nào. Đúng không? Could you pass me my hat?
đưa cho mình cái mũ nhé, it's on the table, đúng không? Thì có thể là ở cái không gian này nó chỉ có một cái bàn thôi, cả hai cùng biết đây là cái bàn nào, đúng không? Hoặc là các bạn có thể set nó theo trường hợp là on the table, nó sẽ là một cụm cố định, mình sẽ luôn luôn nói là on the table nhé. Rồi, tiếp theo câu ở bên dưới, I have got cái gì đó, đúng không? But I have to share. Rồi, lần đầu tiên nhắc đến computer và laptop, đúng không? Có nghĩa là chỉ người nói họ biết rằng là họ có một cái computer và một cái laptop thôi. Còn đâu cô là người nghe thì cô không biết là cái computer này là nó hãng nào, cô chưa nhìn thấy nó bao giờ, đúng không? Thì với cô nó cũng chỉ là một cái gì đó nó lần đầu tiên được nhắc đến, đúng không? Thì mình sẽ dùng là a computer và a laptop nhá. Tuy nhiên ở câu thứ hai này, but I have to share the laptop with my brother, đúng không? Thì đây là lần thứ hai cái từ laptop được nhắc lại rồi, thì mình sẽ dùng là the laptop nhá. Rồi, ok, tiếp theo câu số 5. Câu số 5 hôm trước mình học rồi, cụm cố định nhá, at home, không có, mạo từ đi cùng nhá. Tiếp theo, playing the guitar. Hôm trước cô còn nói với các bạn rồi, đúng không? Khi mà mình chơi một cái nhạc cụ nào đó thì bắt buộc phải có the, đúng không? Play the piano, và đây là play the guitar nhá. Rồi, my dad is a teacher, nói về nghề nghiệp dùng a, đúng không? My dad is a teacher and my mom is a doctor. Rồi, ok, tiếp. Câu tiếp theo này, there's gì nhỉ? There's a CD player in my room. Có nghĩa ở trong phòng của tôi nó có một cái đĩa nha. Bạn này bạn nói đang nói với cô tôi, cô không biết là cái CD player này của bạn ấy nó trông như thế nào, đúng không? Cô chỉ biết là bạn ấy bảo là ở trong phòng của bạn ấy có một cái CD player, đúng không? There's a CD player in my room, đúng không? So I can lie in gì nhỉ? Lie in bed. Hôm trước mình học rồi, lie in bed, nằm ở trên giường, đúng không? Mình có go to bed hoặc là lie in bed á, cụm cố định nhá, không có the đi kèm nhá. And listen to music cũng không có the luôn nha. Đây là một cụm cố định. Rồi, ok. Xong cái phần này rồi, mình đến phần tiếp theo nhá. Cái phần này nó cũng khá là dễ, có nghĩa các bạn sẽ phải phân biệt được cách dùng là khi nào mình sẽ dùng the, khi nào mình dùng mạo từ the và khi nào mình không dùng mạo từ nữa, no articles. Đúng không? Để phân biệt giữa an và the thì nó rất là an và the thì nó cũng khá đơn giản, đúng không? Các bạn có thể biết là an này nó chỉ đi được với cả danh từ số ít đếm được thôi. Còn the nó đi được hết, số ít số nhiều đếm được hay không đếm được là đi được hết, đúng không? Để bây giờ khi bây giờ mình đặt nó vào cái trường hợp tiếp theo đó là mình phải phân biệt the và no article thì nó có vẻ hơi khó. Vì bản thân no article nó cũng đi với cả tất cả cái danh từ luôn. Danh từ số ít số nhiều đếm được hay không đếm được đi với tất, đúng không? Có nghĩa là về cái dạng danh từ thì hai cái từ này nó như nhau. Nó chỉ khác nhau có một cái là như thế này này. Hôm trước mình có cái phần look out, đúng không? Có nghĩa là we don't use the when we make generalizations. Nên mình sẽ không dùng the khi mà mình đang nói về cái việc khái quát hóa, đúng không? Đó, mình có cái quy tắc đó về the và no article thôi. Ngoài ra mình có những cái set phrases, mình có những cái cụm cố định nhá. Rồi, ok, thế thì bây giờ mình sẽ cùng nhau vào làm cái bài này luôn nhá. Câu số 1 này, children need milk for healthy teeth and bones, đúng không? Có nghĩa là gì nhỉ? Trẻ cần uống sữa để có răng và xương chắc khỏe. Thì cái sữa này nó cũng đang nó chính là generalization đấy. Sữa này là sữa nói chung thôi, đúng không? Không phải là sữa ở cửa hàng A, sữa ở hãng A, sữa hãng B, đúng không? Mà sữa nói chung nhá. Không phải sữa hạt hay sữa thực vật, cái này mình không biết. Đây chỉ là sữa nói chung thôi, mình đang generalization. Vì vậy mình sẽ không dùng mạo từ ở trong trường hợp số 1 nhá, chỉ là need milk thôi. Rồi sang câu số 2 này. I love the UK, tôi yêu nước Anh, đúng không? But I don't like the weather here. Đây không phải là generalization nữa rồi, mà người ta đang nhắc cụ thể đến là cái thời tiết here, đúng không? Mình có từ here này, giống như hôm trước mình có cái từ today ấy, đúng không? Nó đang được xác định rồi. Đây là một cái thời tiết rõ ràng là cái thời tiết ở đây, chứ không phải thời tiết ở nơi nào cả, đúng không? Vì vậy mình sẽ vẫn phải dùng là the nhá. Rồi, ok, tiếp câu số 3 này. On holiday I prefer to stay in. In cái gì nhỉ? Vào ngày nghỉ lễ thì tôi thích là được ở trong những cái khách sạn đẹp, đúng không? Nice hotels ở đây nó đang là generalization, có nghĩa khách sạn nào cũng được miễn là nó đẹp, đúng không? Chứ không cần phải là khách sạn đẹp xong rồi phải ở khu trung tâm hay là khách sạn đẹp gì cả, chỉ đơn giản là nice hotels thôi thì mình đang khái quát hóa, đúng không? Thì mình cũng sẽ không cần dùng mạo từ ở đây nhá. Tiếp theo này, number 4, I'm not a sports fan. Tôi không phải là fan của đá bóng, đúng chưa? But gì nhỉ? But table tennis is fun. Thì vẫn là khái quát hóa thôi.
đây là một môn thể thao rất là rõ ràng, table tennis đúng không? Nó không xác định là table tennis kiểu gì cả. Thực ra thì khi mà mình nói về các môn thể thao các bạn thì mình đều là khái quát hóa đấy. Các bạn còn nhớ là khi mà mình nói về chơi môn thể thao, mình chỉ nói là play basketball đúng không? Play table tennis đúng không? Thì hầu như khi mà nói về môn thể thao thì nó sẽ là khái quát hóa hết nhé. Rồi, thì mình sẽ không dùng mạo từ khi mà nói về các môn thể thao nhé. Rồi, tiếp theo này. Number 5. It's freezing, but the children are enjoying gì nhỉ? Trời đang rất là lạnh, đúng không? Nhưng lũ trẻ thì đang rất là thích thú với cả gì? Với cả tuyết. Tuyết ở đây cũng chỉ là cái tuyết nói chung thôi, đúng không? Generalization nhá, mình sẽ điền là enjoying snow, đang chơi với tuyết rất là vui, đúng chưa? Rồi, câu số 6 này. At school, students learn how to use gì nhỉ? Ở trường học sinh học cách gì nhỉ? Sử dụng máy tính, đúng không? Máy tính này nó rất là chung chung mà đúng không? Chỉ cần mình biết dùng máy tính là máy tính nào mình cũng biết dùng, thì mình đang khái quát hóa đấy. Cách sử dụng máy tính đúng không? How to use computers, đơn giản thế thôi nhá. Rồi tiếp theo này, I'm not interested in, tôi không thích gì đấy nhỉ? Không thích gì đấy các bạn? Không thích phim khoa học viễn tưởng đúng không? I'm not interested in science fiction films. Mình cũng đang khái quát hóa là không thích phim khoa học viễn tưởng nói chung, đúng chưa? Rồi, ok. Câu tiếp theo nhé. The dancers are great, but don't really like. Like gì nhỉ? Ở đây người ta nói rằng là các bạn vũ công ấy, những người vũ công rất tuyệt vời, nhưng tôi không thích. I don't like. Cái câu này các bạn phải đọc cho thật là kỹ nhé. I don't like the music. Tại sao lại phải the music? Bởi vì chúng ta biết rõ đây không phải là một cái âm nhạc bất bất kể nào cả, đúng không? Mà đây là cái âm nhạc mà những cái người dancer này người ta dùng để người ta nhảy, đúng chưa? Đây, các bạn thấy nhá. The dancers are great, but I don't really like the music. Nhưng mà tôi lại không thích cái bài nhạc mà họ đang dùng cho lắm, đúng không? Thì có nghĩa rằng là cái music này nó đã được xác định rồi, đúng chưa? Rồi, ok. Okay, so this is the end of our lesson today. Thank you so much for your watching and your listening. See you later. Bye bye. Khóa học viên rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.